Câu số 1 ạ. Halogen tồn tại ở trạng thái lỏng ở điều kiện thường này. Kéo cái câu này dễ ạ. Trạng thái lỏng mà. Thì mình có là brom là ở trạng thái lỏng đúng không? Clo khí, iốt rắn, flo khí đúng không? Vậy lỏng à? Đáp án đúng là đáp án A. Brom đúng không? Rất dễ, nhiều bạn comment đúng cái câu này. Ok, rất là cảm ơn cả nhà đã rất là nhiệt tình theo dõi buổi học của chúng mình. Hãy chia sẻ lại buổi học này và tag giúp chúng mình tất cả các bạn cháu ở đây với ạ. À, câu số 2 ạ. Câu số 2 ạ. Cặp khí nào trong số cặp khí sau có thể cùng tồn tại trong cùng hỗn hợp? Cặp khí nào trong số cặp khí sau có thể tồn tại trong cùng hỗn hợp? Tồn tại cùng trong một hỗn hợp nhá. Anh em phải chọn đáp án gì ạ? Anh em chọn đáp án gì ở câu số 2 ạ? Cặp khí nào trong số cặp khí sau cùng tồn tại? Có thể cùng tồn tại nhé. Cái từ mà có thể cùng tồn tại này thì nó tương đương với việc là nó không phản ứng với nhau. Đúng không ạ? H2S thì tác dụng với oxy để tạo thành SO2 cộng H2O. Có tác dụng vớt nhá. Được không ạ? HI và clo thì có đúng không ạ? Để tạo thành HCl đúng không ạ? O3 và Y, HI cũng có đúng không ạ? Cũng phản ứng đúng không ạ? Đúng không ạ? Thế là toang đúng không? Thế thì đáp án đúng của chúng ta chỉ có gì ạ? Oxy và clo không bao giờ ăn nhau cả. Nhá. Oxy và clo thì không bao giờ tác dụng với nhau. Nhá, bởi vì là oxy thì không bao giờ ăn tất cả các bọn halogen cả. Đấy chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Nhá. Câu số 3. Câu số 3 anh em chọn đáp án gì ạ? Câu số 3 cho thầy một đáp án xem nào. Câu số 3. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của dung dịch axit sulfuric loãng? Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của dung dịch axit sulfuric loãng ạ? Tính chất nào sau đây không phải? Không phải ạ. Không phải ạ. Cả nhà lưu ý cái từ không phải nhé. Thế thì axit sulfuric loãng thì nó sẽ có tính gì ạ? Tính oxy hóa. Tính oxy hóa là của thằng H cộng ạ. H cộng thì biến thành H2 mà. Thì nó là thể hiện tính oxy hóa được không? À, tính axit là có đúng không? Tính axit mà. Thế thì vậy thì không phải thì nó chỉ có thể là tính khử thôi. H2S4 loãng thì không bao giờ thể hiện tính khử cả. Vì đáp án của chúng ta là đáp án C và rất nhiều bạn chọn nhầm đáp án A. Đây ạ, chúng mình chứng minh cho cháu đấy. H2SO4 loãng thì cộng với lại magie thì tạo thành MgSO4 cộng với lại H2. Rất nhiều bạn bị sai chỗ này nhá. Đây là H dương 1 với H0 khử tăng O giảm. Đúng không? Vậy nó vẫn là thể hiện tính oxy hóa mà. Đấy chưa? Nó vẫn thể hiện tính oxy hóa mà. Có điều là cái tính oxy hóa ở đây là ở trong H cộng thôi, nên là nhiều bạn bị nhầm nhá. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta là không phải là tính chất của axit sulfuric loãng mà phải là tính khử nhá. Để các cháu lưu ý. Ok ạ. Rất nhiều bạn sai ở đây. Nhá, thế nên là anh em cùng phải comment đáp án để xem là mình làm đúng hay làm sai nhá, để có thể còn độ. Câu số 4 ạ, công dụng của ozone là. Thôi cố gắng đi ạ, cố nốt cái lớp 10 này xong rồi lên lớp 11 thì đăng ký khoa học online của chúng mình đội cho nhá. Thôi lớp 10 thì tôi nhỡ là chưa đăng ký khoa học rồi, lên lớp 11 đăng ký khoa học của chúng mình đội cho nhá. Khoa học full, full tất cả mọi thứ có ở bên trong cái đề thi, và hàng tuần chúng mình sẽ live stream một buổi cho tất cả các cháu nào. Câu số 4 ạ, công dụng của ozone là gì ạ? Công dụng của ozone là gì ạ? Cả nhà cùng xem công dụng của ozone là gì. Khả năng khử trùng là đúng đúng không? Lượng nhỏ ozone tác dụng điều hòa không khí cũng đúng không? Điều chế oxy thì chẳng ai mang đi ozone mà đi sử dụng để điều chế oxy cả. Vì vậy nên đáp án đúng chúng ta là gì ạ? Khả năng khử trùng và một lượng nhỏ ozone có tác dụng điều hòa không khí. Đáp án đúng là đáp án D. Và rất nhiều cháu bị toàn ở đây nhá. Rất rất nhiều cháu bị toàn ở đây ngày hôm nay. Thế thì anh em nhớ là chia sẻ lại buổi học này và tag giúp chúng mình tất cả các bạn trong vào đây ạ. Bởi vì đây là một buổi học free ạ. Ok ạ, câu số 5 ạ. Khi loại nào sau đây tác dụng được với cả H2O4 loãng và cả H2O4 đặc? Cái câu này cũng nhiều cháu bị sai lắm ạ. Em cũng có mấy đáp án xem là cái câu số 5 này đáp án gì ạ? Nhiều cháu bị sai lắm. Khổ lắm ạ. Lớp 10 ạ. Lớp 10 mới ngo ngoe lên học. Thế mà đã bị sai vập mặt như này là toang đúng không? Câu số 5 ạ. Kim loại nào sau đây tác dụng được với cả H2O4 loãng và cả H2O4 đặc? Nhưng mà lưu ý là đun nóng lại cùng cho một loại muối. Nhôm nhá. Nhôm thì tác dụng được với cả H2O4 loãng và cả H2O4 đặc đều lên nhôm dương 3. Đồng thì không tác dụng H2O4 loãng. Sắt thì tác dụng H2O4 loãng lên sắt dương 2 đúng không? Còn sắt tác dụng với lại H2O4 đặc thì nó chỉ lên sắt dương 3 thôi, loại tiếp này. Bạc thì không tác dụng H2O4 loãng đúng không? Vì vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A, nhôm cho cùng một loại muối. Nhôm tác dụng H2O4 loãng hay là H2O4 đặc thì nó đều chỉ cho lên là Al2O4 3 lần thôi. Được không ạ? Đấy, rất là cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ chúng mình. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này và test giúp chúng mình tất cả các bạn ở đây ạ. Không quên là click vào nút chuông nhé để nhận được thông báo mỗi lúc mà chúng mình live stream nhá. Được chưa ạ? Ở trên cái đèn của chúng ta sẽ có một cái nút chuông và click nút chuông đấy để mỗi lần mà chúng mình live stream chúng ta đều có thể nhận được cái thông báo lúc mà chúng mình live stream. Câu số 6 ạ.
Câu số 6 ạ. Anh em cũng giải xem câu số 6 đáp án gì ạ. Khi mở một lọ đựng dung dịch HCl đặc trong không khí ẩm thì thấy có khói trắng bay ra là do gì? Khi mở một lọ đựng dung dịch H24 đậm đặc trong không khí ẩm thì thấy có khói trắng bay ra. Thế thì lý do là gì ạ? Lý do đây là gì? Nhiều cháu là bị toang ở chỗ phần này bởi vì là không nắm được cái lý do. HCl dễ bay hơi hút ẩm tạo thành các giọt nhỏ axit. Cái này đúng nhất nhá. Đúng nhất của chúng ta nó phải là đáp án A, là do anh HCl nó bay hơi này, hút ẩm này để nó tạo thành các giọt nhỏ axit. Đấy, các cháu nhớ chưa? Câu 5 đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án. Câu 6 đáp án đúng của chúng ta nó phải đáp án A. Ok men, câu số 7 ạ. Câu số 7 anh em chọn đáp án gì ạ? Câu số 7 ạ. 7 ạ, 7 đáp án gì ạ? Những chất nào sau đây ạ? Những chất nào sau đây ạ? Những chất nào sau đây vừa thể hiện tính oxy hóa mà vừa thể hiện tính khử? Những chất nào sau đây vừa thể hiện tính oxy hóa mà lại vừa thể hiện tính khử? Có nghĩa là vừa thể hiện tính oxy hóa mà vừa thể hiện tính khử, có nghĩa là số xóa nó phải là số xóa nó không phải là cao nhất mà nó cũng không phải là thấp nhất. Nó phải nằm ở giữa. Cả nhà hiểu không nhỉ? Số xóa nó không được cao nhất và không được thấp nhất mà nó phải nằm ở giữa. Thì nó vừa có tính xóa vừa tính khử. Vậy mình có này, natri không. Natri không thì nó chỉ có thể là lên natri dương 1, đúng không? Nó chỉ có thể lên natri dương 1 chứ nó không thể về được. Vì vậy đây là natri nó chỉ có tính khử thôi. Thực ra về mặt bản chất thì tất cả các kim loại đều chỉ có tính khử nhá. Nên là vứt anh natri này. Được chưa? Tiếp tục này. À, anh oxy O2 này thì chẳng bao giờ lên được dương mấy cả. Đúng không? O2 này thì chẳng bao giờ lên được dương mấy cả. O2 này thì nó chỉ có về O-2 mà thôi. Đúng chưa? Vì vậy cũng loại bỏ nốt anh O2. Tương tự như vậy anh O3 cũng vậy, đúng không ạ? Loại bỏ nốt anh O3. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta ở đây chỉ có thể anh nào thôi ạ? Chỉ có thể là anh HCl. Anh HCl này thì có H cộng thể hiện tính là tính oxy hóa để về H0. Anh Cl trừ thì tính khử để về Cl0. Được chưa? Một nhá. Lưu huỳnh thì có thể là lên lưu huỳnh dương 4 hoặc dương 6 hoặc là cũng có thể là về lưu huỳnh trừ 2 đều được nhá. Brom thì có thể về brom trừ 1 hoặc lên brom dương 1 đều được. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta cái câu số 7 đây này. Cái đáp án đúng của chúng ta câu số 7 này là đáp án D nhá. Câu số 7 đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Ok không ạ? Ok men, rất là dễ rồi đúng không? Quá dễ dàng. Câu số 8 ạ. Câu số 8 cả nhà cùng xem là đáp án gì ạ. Rất là cảm ơn cả nhà đã rất là đang nhiệt tình ủng hộ chúng mình nhá. Những bạn nào mà hãy chia sẻ lại buổi học này bởi vì đây là buổi học free ạ. Và những bạn nào muốn đăng ký khoa học của chúng mình thì vui lòng inbox cho fanpage để được tư vấn trực tiếp. Nhá, được chưa? Nào câu số 8, học trước kiến thức điện, càng học sớm càng tốt. Giờ các bạn nào mà đang học lớp chuẩn bị đăng ký bạn nào mà đăng ký khoa học lớp 11 thì sẽ được chúng mình tặng luôn cho khoa học lớp 10 học lại cho chắc. Câu số 8 ạ, nước da ven có tính khử trùng và tẩy màu là do gì ạ? Câu số 8. Nước da ven có tính khử nước da ven có tính tẩy trùng và tẩy màu ạ. Là do gì đấy? Anh em nào nhớ không ạ? Toàn sao mà nhớ hết được. Xem nào. Tạo NaClO có tính oxy hóa mạnh, đúng đúng không? Tạo NaClO có tính oxy hóa mạnh đúng nhỉ? Tạo NaCl có tính khử trùng nó đúng nhưng tẩy màu NaCl chẳng bao giờ có tính tẩy màu cả nhá. NaCl là không bao giờ có tính tẩy màu luôn. Được chưa? Clo có tính oxy hóa mạnh, clo có tính oxy hóa mạnh nhưng mà chẳng có gì liên quan đây cả. Vì vậy nên đáp án đúng ở đây của chúng ta nó chỉ có là đáp án gì ạ? B mà thôi. Được chưa? Tạo NaClO có tính oxy hóa mạnh nhá. B bỏ. Được chưa? Câu số 9. Câu số 9, đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của nguyên tố halogen? Đặc điểm chung câu 9 thôi anh em ơi, anh em cùng xem là câu 9 đáp án gì ạ? Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen? Lưu ý nhá, đặc điểm chung nhé. Tính oxy hóa mạnh, vừa tính oxy hóa vừa tính khử là sai. Fluor làm gì có tính oxy hóa? À, fluor làm gì có tính khử? Vậy chuẩn nhất ở đây là đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, có tính oxy hóa mạnh nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Được chưa? Câu số 10 ạ. Nào câu số 10. Câu số 10 đáp án gì? Ui câu số 10 phần này mọi người toang lắm. Câu số 10 toang đã rất là nhiệt tình chia sẻ cũng như là theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy nhiệt tình comment đáp án câu số 10 cho nào. Yếu tố nào sau đây được sử dụng để tăng tốc độ phản ứng trong trường hợp sau? Cái câu về tốc độ phản ứng này thì là các bạn rất là hay sai và rất là sợ đúng không? Nào chúng ta cùng xem nhé. Sự cháy diễn ra mạnh và nhanh hơn khi đưa lưu huỳnh đang cháy ngoài không khí vào trong bình đựng oxy. Thế thì ngoài không khí thì có oxy nhưng oxy chỉ chiếm 20%, còn trong bình đựng khí oxy thì nó sẽ làm cho nồng độ tăng lên nhiều hơn. Đúng chưa ạ? Còn nhiệt độ thì chẳng ảnh hưởng, áp suất cũng chẳng ảnh hưởng, đúng không? Vậy là làm tăng nồng độ, yếu tố ở đây là nồng độ nhá. Cả nhà nhớ chưa? Yếu tố ở đây là nồng độ. Đấy đừng có thấy là chọn B C D đều đúng mà đi chọn chết luôn. Câu số 11, câu tính toán đầu tiên ạ.
Câu số 11 là một câu tính toán đầu tiên. 11 đáp án gì ạ? 11 một câu tính toán đầu tiên đây xem nào. 11 xem cả nhà chọn đáp án gì ạ? À, cho thầy hỏi một chút nhá. Thằng nhôm thì tác dụng được với H4 lãng dư nhỉ? Thằng đồng có tác dụng được không ạ? Thằng đồng có tác dụng được với H4 lãng dư ạ? Đấy, thấy không? Đồng không ạ, nên là nhiều bạn sẽ bị lừa. Ở đây chỉ có nhôm tác dụng với H4 lãng dư thì nó sẽ tạo thành là Al2 SO4 3 lần, 3 ở đây cộng 3H2. Số mol của nhôm là bằng 0,1. Đồng không tác dụng nhá. Vậy anh này sẽ là 0,1 nhân 3 chia 2 bằng 0,15. Và chúng ta sẽ tìm được số mol hydro bằng 0,15 mà nhân với lại 2,4 thì bằng 3,36 lít. Đáp án đúng là đáp án C. 3,36 lít. Câu 12 ạ. Tác dụng chính của oxy với cơ thể con người. Tác dụng chính của oxy với cơ thể con người là gì ạ? Tác dụng chính ạ. Eo ơi, cái câu này mà còn không biết thì thôi ở nhà mà lấy chồng nữa chứ còn đi học làm gì nữa. Đúng không ạ? Tác dụng chính của oxy với cơ thể con người cả nhà xem là đáp án gì ạ? Anh em cùng comment đáp án xem nào. Tác dụng chính ạ, xem bạn nào comment đúng ạ. Tác dụng chính của oxy với cơ thể con người ạ, duy trì sự cho sống. Đúng ạ, nhưng mà chẳng ai đi duy trì sự cháy cả. Ai lại đi duy trì sự cháy của thể con người bằng oxy thì toang đúng không? Diệt khuẩn. Toang tiếp đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là chỉ có gì thôi? A là duy trì sự sống nhá. Đâu có khó lắm đâu. Dễ ẹc mà. Anh em comment đáp án xem nào. Câu số 30, 13. 13. 13 xem bạn nào biết rồi. 13 này. Công dụng của ozone là công dụng của ozone là gì ạ? Công dụng của ozone là gì? Đâu có khó đâu. Dễ ẩn ọt. Dễ ẹc ẹc luôn. Nào, công dụng của ozone là gì ạ? Công dụng của ozone. Úi rồi, rất nhiều bạn comment đáp án đúng luôn nhá. Rất nhiều bạn comment đáp án đúng câu 12 luôn nhá. Nào xem nào, câu số 13, công dụng của ozone là gì ạ? Công dụng của ozone là gì ạ? Khả năng khử trùng, đúng. Ngăn chặn tia cực tím cũng đúng nhỉ. Lượng ozone có tác dụng điều hòa không khí cũng đúng đúng không? Vì vậy nên là đáp án đúng của chúng ta nó là gì ạ? A, B, D thì đều đúng. Lúc này bây giờ mới là tất cả đều đúng này. Đáp án đúng là đáp án C này. Ok men này. Câu 14 ạ. 14 ạ. 14 đáp án gì ạ? Anh em cùng comment mạnh mẽ xem nào. Thuốc thử để nhận biết hai lọ khí riêng biệt xem nào. Thuốc thử để nhận biết hai lọ khí riêng biệt. H2S và SO2. Thế thì cái việc mà mình đi làm ở trong những cái câu mà đi xác định xem là thuốc thử để phân biệt hai lọ được khí đường biệt này này thì chúng ta phải xem nó có tính chất gì đặc biệt nhá. Xem nó có tính chất gì đặc biệt. Thế thì cả nhà cùng xem nó có tính chất gì đặc biệt. Dung dịch CaOH 2 lần vào trong H2S thì không hiện tượng gì. Vào trong SO2 thì tạo thành kết tủa màu trắng. Được chưa? Được. Dung dịch brom vào H2S thì tạo thành kết tủa và SO2 vào thì cũng tạo thành kết tủa. HCl và cả hai này đều không hiện tượng gì. Nên đừng chọn ABC đều đúng nhá. Ở đây chúng ta chỉ có một đáp án đúng thôi, đó là đáp án A, cả nhà thấy chưa? Mình chỉ có một đáp án đúng thôi nhá, là đáp án A, là dung dịch CaOH 2 lần thôi. Bởi vì CaOH 2 lần vào H2S thì không hiện tượng gì. Được không ạ? Và CaOH 2 lần mà vào thằng SO2 thì mình sẽ thu được kết tủa là CaSO3, kết tủa màu trắng. Được chưa? Vì vậy nên đáp án đúng chúng ta đáp án A. Ui, câu số 15 này. 15 này nhiều bạn chết lắm. Thề luôn. 15 này chết như ngả rạ luôn. Chết ầm 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 ầm, chết o o o luôn. 15 ạ, 15 xem anh em đáp án gì ạ. Ok ạ, tuyên dương tất cả các bạn đã comment đáp án đúng của câu số 14 là đáp án A nhé. Tuyên dương tất cả các cháu. Ok ạ, hãy chia sẻ lại buổi học này bởi vì đây là buổi học free ạ, và giúp chứng minh tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu ở đây ạ. Thank you cả nhà ạ. Rất là cảm ơn cả nhà đã nhiệt tình ủng hộ chứng minh ạ. Ok ạ, câu số 15 ạ. Khi đốt bếp than thì người ta thường đập nhỏ than. À đúng. Sử dụng quạt thổi khí và sử dụng yếu tố nào trong các yếu tố sau đây làm ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng? Lưu ý ở đây là ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng nhé. Thế thì đầu tiên đập nhỏ. Đập nhỏ là làm gì ạ? Đập nhỏ là tăng diện tích tiếp xúc bề mặt, đúng không ạ? Đập nhỏ là tăng diện tích tiếp xúc bề mặt rồi. Quạt thổi khí thì gì ạ? Thì cháy ở bên trong thì là oxy nó hết. Thế thì thổi khí vào thì nó tăng nồng độ khí oxy lên. Được chưa? Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án B. Tăng diện tích tiếp xúc bề mặt và tăng nồng độ khí oxy lên nhá. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B. Câu số 16 ạ. Câu số 16 ạ. Oxy tác dụng được với tất cả các chất trong nhóm chất nào sau đây?
câu số 16 ạ. Anh em comment mạnh mẽ lên xem nào, 16 đáp án gì ạ? Oxy tác dụng được với tất cả các chất trong nhóm chất nào sau đây ạ? Đề bài yêu cầu chúng ta là tác dụng với tất cả nhé. Tác dụng với tất cả các chất ạ. Mình xem này, oxy tác dụng với natri, oxy tác dụng với magie, nhưng oxy không bao giờ ăn halogen nhá. Không bao giờ ăn halogen luôn. Đấy, loại bỏ luôn, không bao giờ ăn halogen luôn. Được chưa ạ? Vậy đây mình còn đống này. Oxy ăn được vàng không ạ? Oxy mà ăn được vàng ấy thì làm gì có chuyện chúng ta đeo vàng. Đúng không? Oxy không ăn được vàng đâu ạ. Đấy, nhớ nhá. Vậy ở đây mình chỉ còn gì thôi ạ? Oxy tác dụng với magie tạo thành MgO, oxy tác dụng với canxi tạo thành CaO, oxy tác dụng với hydro tạo thành H2O và oxy tác dụng với lưu huỳnh thì tạo thành SO2. Cả nhà nhớ chưa? Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án gì? Ok mẹ. Rồi, một câu tính toán ạ. Câu số 17 ạ. 17 là một câu tính toán ạ. 5,1 gam hỗn hợp gồm magie và nhôm. Nào các bạn cùng lấy máy tính là cùng tính cùng thầy nào. Anh em cùng lấy máy tính là cùng tính xem nào. 5,1 gam hỗn hợp. Đây. 5,1 gam nhá. Hỗn hợp gồm magie và nhôm tác dụng với HCl dư thì thu được khí, ở đây là khí hydro. Chúng ta có số mol khí hydro của chúng ta là bằng 5,6 mà chia cho 2,4 thì bằng 0,25 mol. Đấy chưa? Và hỗn hợp MgCl2 AlCl3 nhôm dương 3. Vậy thì đề bài hỏi là phần trăm khối lượng của magie và nhôm thì chúng ta sẽ đặt là số mol magie là A mol thì số mol nhôm là B mol. Được không? Vậy thì mình sẽ có một cái phương trình đầu tiên là phương trình về bảo toàn khối lượng nhá. Mình sẽ có là khối lượng của magie là 24A cộng với lại khối lượng của nhôm là 27B thì bằng 5,1. Được không? Cái phương trình thứ hai, phương trình thứ hai chúng ta là phương trình bảo toàn E. Bảo toàn electron, nhưng mà cả nhà nhìn xem này, nhìn chúng mình bảo toàn E cực kỳ nhanh này, skill cực kỳ kinh khủng này. Nhìn kỹ này. Magie từ magie 0 lên magie dương 2 nhường 2E. 2A. Nhôm từ nhôm 0 lên nhôm dương 3 nhường 3E. 3B. Bằng hydro từ hydro dương 1 về hydro 0, 1 trừ 0 bằng 2, nhân 2 là 2E. 2 nhân 0,25. Đấy, thế là ra luôn. Thế là ra luôn ạ. Ngon lành cành đào luôn nhá. Đây nhá, cả nhà cùng xem nhá. Đây, khoe cái máy tính xịn sò của học sinh cũ tặng chúng mình. 1912 này, 24 này, bằng này, 27 này, bằng này, 5,1 này, bằng này, 2 bằng này, 3 bằng này, 2 nhân 0,25 bằng này. Đấy. A bằng 0,1 và B bằng 0,1. Đấy, máy tính bấm sướng à. Máy tính mới cứng. A bằng 0,1, B bằng 0,1. Vậy suy ra số mol magie bằng 0,1 và số mol nhôm bằng 0,1. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được phần trăm khối lượng nhá. Tìm được phần trăm khối lượng là 0,1 nhân 24 chia cho 5,1 bằng nhân 100%. Vậy phần trăm khối lượng của magie bằng 47,05. Được không ạ? Phần trăm khối lượng của magie thì bằng 47,05 ạ. 47,05 thì tương đương với là 47,06 rồi. Vậy 47,06 để đáp án đúng chúng ta nó là đáp án B bò cả nhà nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B bò. Ok, rất là cảm ơn tất cả các cháu đã rất là nhiệt tình theo dõi cũng như là ủng hộ chúng mình trong buổi học ngày hôm nay ạ. Hãy chia sẻ lại buổi học này bởi vì đây là buổi học free ạ. Và tech giúp chúng mình tất cả các bạn cháu vào đây ạ. Bạn nào muốn đăng ký khóa học thì vui lòng inbox cho chúng mình nhá. Với nick Vũ Tuấn Minh. Được không ạ? Câu số 18 ạ. Trong phòng thí nghiệm thì clo được điều chế bằng cách nào? Trong phòng thí nghiệm thì clo được điều chế bằng cách nào ạ? Trong phòng thí nghiệm clo được điều chế bằng cách nào? Điện phân dung dịch NaCl. Chẳng ai bao giờ đi điều chế clo trong phòng thí nghiệm mà đi điện phân dung dịch NaCl cả. Đúng không? Ở đây là cho gì ạ? Gì ạ? NaCl tác dụng với H24 đậm đặc đúng không? Chứ còn lại HCl mà cộng với MnO2 và cộng KMnO4 đây là điều chế clo. Còn ở đây là tinh thể NaCl và H24 đậm đặc thì điều chế HCl. Ở đây đề bài yêu cầu là điều chế clo. Vậy thì đáp án đúng chúng ta phải là đáp án gì ạ? Lưu ý nhé, phòng thí nghiệm thì không thể là A được. A cho công nghiệp. Được chưa ạ? Vậy nó chỉ có thể là dung dịch HCl tác dụng với MnO2 hoặc tác dụng với KMnO4 thôi. Nên đáp án đúng chúng ta chỉ có đáp án C mà thôi ạ. Cả nhà nhớ chưa ạ? Đáp án C mà thôi nhá. Anh em toang nhiều lắm, khổ lắm cơ. Nào câu số 19 ạ. Câu số 19 ạ. Hỗn hợp khí oxy. Câu số 19 à. 19 anh em chọn đáp án gì ạ? Hỗn hợp khí oxy thì có lẫn HCl. Hỗn hợp khí oxy thì có lẫn HCl, CO2, SO2. Để thu được oxy tinh khiết thì người ta có thể xử lý bằng cách dẫn hỗn hợp đó đi qua đâu? Thế thì để thu được oxy tinh khiết ấy, thì chúng ta phải dẫn cái hỗn hợp đó đi qua một cái hỗn hợp nào mà nó hấp thu được HCl, CO2 và SO2.
chúng ta phải nhìn điểm đặc biệt ở đây nhé. HCl, CO2 và SO2 nó đều là có tính axit. Vậy thì dẫn qua một anh dung dịch 3 giờ để hấp thụ bọn axit. Vậy nước brom là không. Nước brom thì chỉ hấp thụ đằng SO2 thôi. Dung dịch HCl thì chẳng hấp thụ đằng nào. Nước clo thì cũng vậy, chẳng hấp thụ đằng nào. Ở đây cho qua dung dịch NaCl, NaOH. NaOH có tính 3 giờ, hấp thụ HCl, hấp thụ CO2, hấp thụ cả SO2. Nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ nhá. Đáp án đúng chúng ta đáp án B, bỏ, cả nhà chú ý nhá. B, bỏ. Câu số 20. Câu số 20. Trong phòng thí nghiệm oxy có thể được điều chế bằng cách nào ạ? Trong phòng thí nghiệm oxy có thể được điều chế bằng cách nào? Lưu ý thật kỹ cho chúng mình nhá. Ở đây đề bài nó là phòng thí nghiệm. Đừng đứa nào chọn là chưng cất phân đoạn không khí lỏng. Chọn chưng cất phân đoạn không khí lỏng là toang đấy ạ. Biết tại sao lại toang không ạ? À tại vì làm sao ạ? À tại vì là đây là chưng cất không khí lỏng mà. Chưng cất không khí lỏng thì không thể được vì đây là nó ở trong công nghiệp. Được không ạ? Đấy. 20 ạ. Điện phân nước ạ, điện phân thì cũng không bao giờ để điều chế oxy trong phòng thí nghiệm cả. Nguyên tắc điều chế oxy trong phòng thí nghiệm là nhiệt phân một cái anh mà có dầu, một anh muối mà giàu oxy, đúng chưa? Vậy ở đây là nhiệt phân KClO3 xúc tác MnO2 nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ. Nhiệt phân KClO3 có xúc tác MnO2. Rất là dễ thôi. Câu số 21 ạ. Câu số 21. Mg gan đồng. Câu số 21 ạ. 21. Mg gan đồng tác dụng H4 đặc nóng dư. Mg gan đồng tác dụng H4 đặc nóng dư thì thu được 2,24 lít khí SO2 ở điều kiện tiêu chuẩn. 2,24 lít khí SO2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Vậy mình có này, đồng tác dụng với H2SO4 đặc nóng thì đồng của chúng ta chắc chắn lên đồng dương 2. Lưu huỳnh dương 6 thì về lưu huỳnh dương 4 trong SO2. Được chưa? Vậy thì ở đây mình có nhé, ở đây mình có này, bảo toàn E này, mình sẽ có đồng không lên đồng dương 2, bảo toàn E cả nhà nhìn nhá, đồng không lên đồng dương 2, vậy là 2 nhân với lại số mol của đồng thì bằng lưu huỳnh dương 6 về lưu huỳnh dương 4, 6 trừ 4 bằng 2, 2 nhân số mol của SO2. Được chưa? Vậy suy ra mình tìm được số mol đồng sẽ bằng là số mol SO2 là bằng 0,1. Vậy mình tìm được luôn khối lượng của đồng là bằng 0,1 nhân với 64 thì bằng 6,4. 6,4 vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C nha cả nhà. Rất dễ luôn. Cực kỳ dễ nhỉ. Câu 22 ạ. Câu 22 ạ. Sắp xếp theo chiều giảm dần tính axit ạ. Sắp xếp theo chiều giảm dần tính axit, anh em cùng xem là câu 22 đáp án gì ạ. 22 nhiều bạn khả năng cao toang lắm đấy ạ. 22 ạ, sắp xếp theo chiều giảm dần tính axit, cái này lâu rồi không học nên quên đấy ạ. Anh nào tính axit mạnh nhất ạ? Anh em cùng comment đáp án xem nào, anh nào tính axit mạnh nhất ạ? Anh nào tính axit mạnh nhất ạ? Ở trong này ạ. À anh axit của anh mà có tính axit mạnh nhất ở trong này ấy, nó phải là HClO4 rồi đến HClO3 rồi đến HClO2 rồi đến HClO nhá. Đáp án đúng chúng ta nó là đáp án C. Ui dồi ôi, câu 23 này. Câu 23 này toang. 23 này không mấy bạn giải được câu 23 đâu. Đây nhá, xem câu 23 này. Cả nhà cùng xem câu 23 này. Chất X tác dụng H4 đặc nóng vừa đủ thì giải phóng khí SO2. Tác dụng với H2SO4 đặc nóng thì vừa đủ giải phóng khí SO2. Nếu tỷ lệ mol của H2O4 và số mol của SO2 là 2:3. Có nghĩa là số mol của H2O4 là 2 thì SO2 phải là 3. Vậy ngay lập tức mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố lưu huỳnh thì chắc chắn là trong X thì phải có lưu huỳnh. Đúng không? Chắc chắn trong X phải có lưu huỳnh. Thế bây giờ là trong X này lưu huỳnh là anh nào? Bây giờ chỉ có thử thôi chứ biết làm sao được. FeS nhá, cộng H2SO4 đặc nóng thì thu được Fe2 SO4 3 lần cộng SO2 cộng H2O. Được không ạ? Ở đây là có hai sắt, vậy đây là hai này. Sắt 0 lên sắt dương 3 này. Vậy là 2 nhân với lại 0 trừ 3 bằng 3 này. Cộng với lưu huỳnh 0 về lưu huỳnh dương 6. 0 lên dương 6 là cộng 6 này. 2 nhân với 9 bằng 18 này. 2 9 18. Lưu huỳnh dương 6 về lưu huỳnh dương 4 này. 2E này. Vậy đây này là 9 chia 1 này. Vất 1 lên đây. Vất 9 lên đây. Vậy mình có này, hai sắt, hai sắt đây 1 nhá. Đến lưu huỳnh này, 9 lưu huỳnh cộng với lại 3 là 12, 12 trừ 2 còn 10. 10 chia cho 9 không được.
đúng chưa, 10 trên 9 là không được rồi, loại bé được chưa, loại bé. Đây mình xem lưu huỳnh xem được không nhá, lưu huỳnh cộng với lại H2S4 đi thì tạo thành SO2 cộng H2O được không. Thế thì lưu huỳnh không lên lưu huỳnh dương 4 4E, lưu huỳnh dương 6 về lưu huỳnh dương 4 2E, 4 chia 2 thì bằng 2 chia 1, vậy vứt đây là 1, vứt đây là 2, 1 lưu huỳnh cộng với 2 lưu huỳnh 3 lưu huỳnh, cả nhà nhìn rõ đúng không ạ, tỷ lệ 2 chia 3 đúng chưa. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì ạ, lưu huỳnh nhá. Đáp án đúng là đáp án C, một câu khá là toang đấy ạ, một câu khá là toang cho tất cả các bạn nhá, khá là nhiều bạn toang ở cái câu này, thì không biết là các bạn đã làm đúng câu này không ạ. Thì tuyên dương tất cả các bạn đã comment đáp án câu 23 đáp án C nhá. Đấy, những cái bạn này, những bạn là xứng đáng là thiên thần nhá, xứng đáng đạt điểm cao môn hóa sắp tới, ok không ạ? Rất là cảm ơn cả nhà đã rất là đang nhiệt tình theo dõi cũng như là ủng hộ chúng mình ạ. Ok ạ. Câu 24 ạ. 24 ạ. Chỉ dùng một hóa chất. Chỉ dùng một hóa chất có thể nhận biết được các dung dịch bị mất nhãn sau. Úi dồi ôi, câu này mới 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 cứng này. Chỉ được dùng một hóa chất mà lại phải đi nhận biết được các dung dịch sau. Thế mình xem nhá. N2S3, NaCl, H2S4 và HCl. Thì mình xem là dùng hóa chất nào. Thế thì đầu tiên thì mình nhìn ở trong này mình đều có là NaCl và HCl nhá. Thế thì nó chia thành hai loại, một loại là muối, một loại axit. Được không ạ? Thế thì trong này mình có là ion SO32 trừ, ion SO4, ion Cl trừ. Mình nghĩ ngay đến một cái anh nào đó mà đi nhận biết được bọn anion nhá. Mình đi tìm một anh nào đó mà nhận biết được bọn anion. Thế thì một anh mà đủ sức để mà nhận biết được bọn anion ấy, một anh mà đủ sức để nhận biết được bọn anion ấy thì thường chúng ta sử dụng là A, sử dụng là anh Ba2 cộng. Mình xem nhá. Na2SO3 này, NaCl này, H2SO4 này, HCl này, BaCO3 này, không hiện tượng, không hiện tượng. Và H24 thì xuất hiện kết tủa BaSO4 và sủi bọt khí CO2 bay lên. Đúng không ạ? Nhá. Và HCl thì chỉ thấy sủi bọt khí CO2 bay lên. Vậy nhận biết được H24 và nhận biết được HCl. Ok không ạ? Thế thì nhận biết được H24 và HCl rồi, thì bây giờ mình lấy HCl mình thả vào N2SO3 thì thấy sủi bọt khí SO2 bay lên. Còn vào NaCl không hiện tượng gì. Được không ạ? Vậy chắc chắn câu 24 chúng ta sẽ sử dụng là A nhá, BaCO3. Và tuyên dương tất cả các bạn đã comment câu 24 đáp án A. Ok men không ạ? Câu 25. Một câu tính toán tiếp. 25 đáp án gì anh em? 25 mà cả nhà cũng comment đáp án xem 25 đáp án gì ạ? 25 ạ. 25 đáp án gì ạ? 25. Ok, u rồi cảm ơn tất cả các bạn. U nhiều bạn làm đúng thế. 24 đáp án A đúng rồi, câu 25 ạ. Cho 2,4 gam hydro. Cho 2,4 gam hydro. Hydro này, H2 này. Số mol H2 là bằng 2,4 chia cho 2 thì bằng 1,2 mol. Cộng với oxy, chúng ta tìm được số mol oxy nhỉ? Bằng 2,4 chia 32 bằng 0,075. 0,075. Thì nó tạo thành là H2O. H2O221. Và nhìn đây thì mình biết ngay là số là phải tính toán theo số mol oxy rồi, bởi vì oxy là hết. Đúng không? Và do tính toán theo oxy, do số mol oxy hết thì đây là 0,075 nhân 2 chia 1 thì bằng 0,075 nhân 2 chia 1 thì bằng 0,15. Vậy mình tìm được khối lượng của nước là bằng 0,15 nhân 18 bằng 2,7 gam ạ. 2,7 gam. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D, đáp số khác. Và rất nhiều bạn mắt lé, tôi phải đáp án A. Toàn thực sự luôn ạ. Mắt lé thì không có gì để cứu nổi nữa rồi. Nhá. Đáp án đúng chúng ta đáp án D ạ. Câu 26 ạ. 26 ạ. Chọn trường hợp có tốc độ phản ứng tạo oxy xảy ra là nhanh nhất. Chọn trường hợp mà có tốc độ phản ứng tạo ra oxy xảy ra là nhanh nhất. Chọn trường hợp có tốc độ phản ứng tạo ra oxy xảy ra nhanh nhất. Đun nóng dịch bão hòa kali clorat chưa được, đun nóng nhẹ cũng chưa được. Nung tinh thể đây này. Cái phương pháp mà tạo ra được cái thằng oxy nhanh nhất đó là phải nung tinh thể này với chất xúc tác, bởi vì chất xúc tác là cái loại chất mà đẩy nhanh tốc độ lên cao nhất nhá. Đáp án đúng của chúng ta, đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C, nung tinh thể. Ok men nhá, cả nhà nhớ chưa? Mình sang câu tiếp theo, câu số 27 ạ.
Câu số 27, một câu tính toán ạ. Câu số 27, một câu tính toán. 27 ạ. 27 cả nhà chọn đáp án gì? Đây là một câu tính toán cực kỳ hay trong phần về bảo toàn electron nhá. Câu 27 là câu tính toán cực kỳ hay trong phần bảo toàn electron. Cả nhà cùng theo dõi này, cùng theo dõi này. Chú Minh hướng dẫn cái câu này. Mà câu này rất dễ có trong đề thi học kỳ của các cháu nhá. 27 này, hỗn hợp khí A gồm clo và oxy. Clo, oxy phản ứng vừa hết với hỗn hợp gồm magie. Số mol magie là bằng 4,8 chia 24 bằng 0,2. Nhôm, số mol nhôm là 8,1 chia 27. 8,1 chia 27 bằng 0,3 mol nhôm. Thì tạo ra 37,05 gam. 0,05 gam hỗn hợp muối và oxit. Đấy chưa? Đề bài bảo phần trăm thể tích của oxy và clo. Thế thì ở trong bài này ấy, để làm được thì đầu tiên mình phải bảo toàn khối lượng. Điểm đầu điểm cuối, mình có là tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng thì bằng tổng khối lượng các chất sản phẩm. Có nghĩa là khối lượng của clo cộng với lại khối lượng của oxy thì có phải bằng khối lượng của cộng tiếp với lại khối lượng của magie cộng khối lượng của nhôm thì có phải bằng 37,05 không? Đúng chưa? Vậy thì bây giờ mình đặt số mol clo là A mol, số mol oxy là B mol thì có phải mình sẽ có được cái phương trình đầu tiên là 71A cộng với 32B thì bằng 37,05 trừ đi khối lượng của magie. Khối lượng magie đề bài cho nhá, 4,8 trừ khối lượng của nhôm đề bài cho là 8,1. Đây là phương trình đầu tiên. Được không ạ? Tiếp theo mình có phương trình số 2. Có phải clo mà phản ứng với magie và nhôm thì nó tạo thành muối là Cl trừ không? Oxy mà phản ứng với magie nhôm thì nó tạo thành oxit là O2 trừ không? Vậy ở đây mình có này. Clo không về clo trừ 1. Vậy là nó nhận 1E. Đúng chưa? Nhưng ở đây là Cl2 nên phải nhân với 2. Vậy là 2A. Một phân tử clo thì nhận 2E. Nhường 2E. Tiếp tục này. Oxy đây là oxy không về oxy trừ 2. Đúng chưa? Không trừ 2 thì bằng trừ 2. Chú ý ở đây là có 2 oxy nên phải nhân 2 là 4, vậy là cộng 4B. Thực ra một phân tử oxy thì nó sẽ nhận 4, đúng không? Nhận 4. Vậy ở đây mình sẽ có bằng này. Magie thì trong muối thì magie lên magie dương 2. Nhôm lên nhôm dương 3, trong cả muối trong cả oxit đúng không ạ? Magie 0 lên magie dương 2. 2 nhân 0,2. Cộng nhôm 0 lên nhôm dương 3. 3 nhân 0,3. Và tới đây chúng ta tìm được AB ạ. 912 71 bằng 71 bằng 32 bằng 37,05 trừ 4,8 trừ 8,1 bằng 2 bằng 4 bằng 0,4 cộng 0,9 bằng. Đây ạ. A bằng 0,25. A bằng 0,25. B bằng 0,2. Được không ạ? A bằng 0,25, B bằng 0,2 nhá. Ngon lành ngày nào chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được phần trăm thể tích cũng chính là phần trăm số mol nhá. Phần trăm thể tích cũng chính là phần trăm số mol. Thế thì mình sẽ có được phần trăm thể tích là 0,25 mà chia cho bằng một đơn 0,25 cộng 0,2 bằng đây 55 nhân 100 55,5%. Vậy phần trăm thể tích của khí clo là 55,5 và vậy oxy là 44,4. Được chưa? Thế thì ở đây là tính nhầm một chút nhỉ, đảo ngược lại mới đúng, đúng không? Đảo ngược lại, thế thì đây sửa là phần trăm, đây là 55, đây đảo ngược nhá. 55,55 lên 44,44 và 44,44 về 55,55. Được không ạ? Đảo ngược lại đáp án thì đáp án đúng mới là đáp án C. Chứ không đảo ngược thì là sai. Ok không ạ? Rất dễ mà, dễ. Câu tiếp theo nhá, câu số 28 ạ. Câu số 28 cả nhà chọn đáp án gì ạ? Câu số 28, thành phần chính của nước clo. Thành phần chính của nước clo là gì ạ? Nước clo mà. Dễ lắm. Eo ơi, dễ. Dễ như húp cháo luôn. Thành phần chính của nước clo ạ. Thế thì có phải là nước clo, cả nhà comment xem là đáp án gì ạ? Nước clo có phải là do clo tan trong nước không? Để tạo thành HCl cộng HClO. Đúng không? Do đây là mũi tên hai chiều nên trong nước clo có cả HCl, cả HClO, cả clo và cả nước. Nhá, vậy đáp án đúng của chúng ta, thành phần chính của nước clo nó phải là đáp án B. Rất nhiều bạn toang đấy ạ. Câu 29. Câu 29 ạ. Trong phòng thí nghiệm thì SO2 có thể được điều chế bằng cách nào?
trong phòng thí nghiệm thì SO2 có thể được điều chế bằng cách nào? Lưu ý ở đây là phòng thí nghiệm nhá. Thì hạn chế việc đốt. Đốt hạn chế nhá. Mà phòng thí nghiệm ưu tiên là cho cái anh muối natri thế này tác dụng với lại anh H24 để tạo thành khí SO2. Đáp án đúng là đáp án D. Câu cuối cùng của ngày hôm nay. Câu cuối cùng ngày hôm nay câu 30 ạ. Cho hệ phản ứng sau ở trạng thái cân bằng. Cho hệ phản ứng sau ở trạng thái. Anh em cùng comment đáp án xem câu 30 đáp án gì. Nào 30 đáp án gì ạ? Cái hệ phản ứng cân bằng này là các anh em là thấy sợ nhất, kinh khủng nhất, dễ toang nhất đúng không? Cho hệ phản ứng sau trạng thái cân bằng nồng độ S3 sẽ tăng lên khi nào? Mình nhìn nhá. Nhìn nó cho mình chỉ này, chỉ nhanh này. Delta H nhỏ hơn 0 nhá. Delta H nhỏ hơn 0 suy ra chiều thuận. Là chiều ạ. Là chiều gì ạ? Tỏa nhiệt. Delta H nhỏ hơn 0 thì chiều thuận là chiều tỏa nhiệt, đúng không? Tăng thu giảm tỏa. Vậy vậy để nồng độ S3 tăng lên thì chiều thuận, đúng không? Thì tăng thu giảm tỏa vậy nó phải tỏa nhiệt. Vậy nhiệt độ phải giảm. Đúng không? Tăng thu giảm tỏa mà. Vậy nhiệt độ phải chiều thuận là chiều tỏa nhiệt. Vậy phải giảm nhiệt độ. Trong này giảm nồng độ không có, tăng nhiệt độ không có. Đấy, không có. Vậy tăng nhiệt độ vứt. Tăng nhiệt độ là chiều nghịch. Giảm nồng độ của SO2 thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều sinh ra SO2. Loại tiếp. Tăng nồng độ của oxy. Chúng ta tưởng tượng nhé, oxy mà tăng lên thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều mà giảm nồng độ của oxy đi. Và giảm nồng độ của oxy đi là gì ạ? Là chuyển dịch sang thằng SO3. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án đúng là tăng nồng độ của oxy nhá. Đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án C. Ok chưa? Cả nhà hiểu chưa? Rất dễ mà. Rất rất dễ luôn. Được chưa? Ok ạ. Rất là cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái buổi chữa đề ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hẹn gặp lại cả nhà vào các cái buổi mà chữa đề sau nhá. Ok ạ. Bye bye, hẹn gặp lại. Và cả nhà nhớ